chơi free có thể mắc trang bị với việc tham gia sự kiện khí cầu tỏa sáng Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay Let's go anh em Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming Mình là Akari đây Hôm nay chúng ta đã bắt đầu về cái sự kiện khí cầu tỏa sáng rồi các sếp ạ Và đây là một sự kiện rất là tuyệt vời bởi vì Supercell đã giữ đúng lời hứa, chúng ta không hề có trang bị mới ở trong sự kiện lần này và chúng ta có thêm nhiều lựa chọn hơn để mua quặng. Và quặng này sẽ để nâng cấp trang bị cho đơn vị tướng của các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ chơi nó. Và đây là trang bị của các sếp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm những cái nhiệm vụ để mà nhận phần thưởng của người chơi free Hạng bạc nha các sếp Hạng bạc thì nó chỉ nhận được những cái mốc ở phía dưới này thôi Và cụ thể thì hạng bạc chúng ta sẽ có được là Đặc quyền là cường hóa 30% tài nguyên này À 30% về sản xuất binh lính này Rồi là 3.150 huy chương Siêu cấp 3.500 quảng sáng bóng Và 250 quảng lấp lánh Đấy là người chơi free họ đạt được Và nếu các sếp nào mà hoành tráng hơn Chẳng hạn anh em uh, múc vé sự kiện nghe múc vé vàng hoặc là gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các ship bị lỗ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục cho anh em nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình hoặc bio tiktok với hơn 149 người theo dõi facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗ quốc gia còn ship nào tự nạp được rồi anh em hãy nhớ bấm vào chữ C ở cửa hàng anh em nhập mã Akari đấy là cách mà các bạn ủng hộ tới và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nha các sếp cảm ơn anh em rất nhiều về điều này và có một điều hôm qua mình đã post bài giveaway cho các sếp 150 cục đá rồi là 150 huy chương ở trên fanpage Akari Gaming bạn nào mà chưa vào fanpage để nhận thì hãy vào hoặc là mình cũng sẽ để cho anh em ở phần mô tả video để anh em nhớ bấm và nhận nha thì bây giờ trong bài post này của tớ tớ đã có ở Facebook Akari Gaming với hơn 149 000 người theo dõi ở Facebook rồi. Thì bây giờ mình sẽ bấm nhận cái link free này thôi các sếp. Nhận phần thưởng thôi. Ok. Mở ra. Bạn có muốn nhận phần thưởng này ngay không? Có chứ. Đã nhận phần thưởng. Úi sời huy chương với cả là ai cúp đã bay. Bấm vô. Đấy. 150 huy chương mình đã có này các bạn này. Rồi là ở đây nữa cũng đã cộng thêm nước đá lên cột mốc 300. Tuyệt vời Và bây giờ thì mình sẽ nhận khí cầu hỏa tiễn Để mà bắt đầu đi làm một số trận đánh nha Và chúng ta sẽ cần phải sản xuất khí cầu hỏa tiễn Để đi đánh cho nó phấn khởi các bạn ạ Mỗi trận chỉ cần một em thôi Mình cứ đánh combo này Và giữ nguyên à, Rồi bây giờ sẽ sản xuất lính nhanh Ok luôn, làm nhanh và nhận phần thưởng nâng cấp trang bị nhá Cứ triệu tư, triệu rưỡi đều đều như thế này thì ấm rồi Ok bạn ơi Rồi ạ à. rồi Nhà này là phải rực rỡ anh em ạ à. Vào hết hai một Gồng luôn bạn ơi Rễ cây vào đây Ui giời Nó mà tầm quất cho thì Tím người Bịt em Queen lại nữa Thêm mình cuồng nộ cho Zeti ở cụm trung tâm Múc cho nó phấn khởi bị đại bàng pháo đại đá quả đã quả đã ngày chục trận như thế này thôi là kho nhanh mắc lắm anh em thấy không đi phàm đã luôn nhà vía cho các bạn nhá từ từ tớ bật gồng tướng lên nữa thôi là xong ấy mà được rồi kinh em xong nhiệm vụ rồi đó em Queen cũng xử lý nốt trận thi đấu có lẽ phút mấy tua star tí phút đúng rồi ok hình như đầu phút 7 giây cho trận đánh này <laughs> ui trời ơi quá đã ui trời ơi nhà này không múc thì múc nhà nào nữa hả các bạn ơi Vì tín thế này cơ mà em xin nhá một triệu mấy wow nhìn thôi đã thấy thấy mê tít thò lò rồi khí cầu chiến này bật gồng luôn quản giáo đầu tư cái nhân bản cho nó mắc bêu luôn đúng rồi thêm bình cuông nộ trung tâm nữa bạn ạ em queen queen cho dính tí độc dược này nữa thì thôi đó ok rồi Champion bật dao bánh làm gì nhau Còn quả Inferno một tia thì để tớ còn cái đóng băng đây này Royal đang áp vào đây Bịt lại, bịt lại Ôi trời, Gồng kinh luôn Gồng quyên luôn Xây xoắn gì Nhanh gọn nhẹ Về còn làm việc khác nào sếp Ui sời ôi tuyệt vời Đấy chúc anh em nhả viếng ngày đi farm tầm 10 15 chục trận như thế này thật là quá đã rồi ấm lắm rồi xin lính clan này nhận đồ chơi này ok này trong này chúng ta sẽ có ui cường hóa huấn luyện cái này phải lấy sớm để cho nó nhanh các bạn tốt 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 Ui giời ơi, 1 triệu ba các bạn ơi, tuyệt vời quá Nhà này không múc thì múc nhà nào nữa bây giờ Ok my friend, rễ cây ạ, tướng Rồi, Archer, Valkyrie, Headhunter, Rocky Balloon, Royal Champion Bật gồng quản giáo Tớ chưa muốn sử dụng lính clan cho lắm Pew, pew. nhân bản ạ à. rồi nó vẫn đang đốt bây giờ thì em sẽ sử dụng cái trang bị đóng băng lại cho cụm nhà chính và inferno yes rồi champion mình cũng quăng một bình độc dược luôn cho bạn ấy nhà chính hãy đốt dùm em ở cụm khu vực nhà chính nào các xe ơi let's go mình chưa muốn sử dụng lính clan để bởi vì tiết kiệm cho trận thi đấu phía sau giao bánh cho Roy champion đúng rồi gồng queen luôn sợi chuẩn bị xài kinh con voi nào xếp đúng rồi mark bêu rồi rễ cây đang mở tường ở bên kia và bật kinh con voi lên ạ, này thì tháp bom tốt rồi Farm những trận như thế này cho nó vip pro Ao tài nguyên mà xài luôn các bạn 10 điểm Xin nhẹ cả bay xếp nhá Mắc tài nguyên sớm cho em đi ạ à. Hú hú hú. Xuyên lên lại có trận th thưởng sao uy tín luôn Xoay Anh em free là trông những cái như thế này lắm Chuẩn bị đồ chơi mà nhận quà trong đây thế ạ à. Hợp lý rồi, hợp lý rồi Ok, sau một hồi đi farm với combo rễ cây thì tớ sử dụng tướng để ăn nhà chính này Rồi là đánh 3 sao các xếp này Thì bây giờ chúng ta đã có được một loạt điểm trong cột mộng này Ui, 10 điểm rồi Và đây là những cái phần thưởng mà mình sẽ nhận này Các bạn hãy nhìn tớ bấm nhận nhá huy chương sáng bóng rồi tất cả những cái dưới này đều dành cho người chơi free đấy và mẹo cho anh em mắc quặng để mắc trang bị tướng sớm nào thần sáng tạo tiểu long sẽ được khi các bạn được 10.000 điểm và sau khi đánh được 10.000 điểm thì các bạn tiếp tục đi farm để lấy khối nước đá và nhận tiếp huy chương ở trong này này đấy tớ đang còn 260 cái huy chương siêu cấp nữa nhưng mà tạm thời trước mắt là cứ như thế này đi đã này anh em này Ui giời Mua luôn này Mua luôn này Wow Đẹp phết nhờ Là gì đấy Nâng cấp cái nữa đi Găng tay Vẫn đang thiếu một chút Về cái Vàng này nữa Về quặng ngôi sao ok ok đặt công trình em này xuống và bây giờ thì uh, nâng mắc cái em này đi trang bị huy rời tối đa hợp lý rồi đấy nâng cấp nâng cấp nâng cấp nâng cấp ôi rồi cấp 17 cũng sắp full luôn đấy xài nét căng đét nha các sếp đấy anh em cứ đi farm cái này thôi là phấn khởi ngày uy tín luôn Và đấy là tớ còn chưa đánh hết cái 250 huy chương ấy Chứ anh em đánh hết là mua thêm đồ trong này nữa là phấn khởi Này thiếu một chút nhưng tớ làm video cho anh em mà Super Creator mà nên thôi tớ đầu tư gói cho nó VIP Ok Đã nhận luôn các bạn ạ Và bây giờ thì em sẽ hóa luôn cái này đi Đấy, Làm thêm cái này nữa đi này Đăng nào cũng được múc mà tội gì Ok luôn chơi luôn xoay găng tay đâu à Các bạn được mua hai lần các bạn ạ Đây đây nên là làm à, ba lần luôn à Chị làm phạt nữa Ok nhập mã Akari xong rồi là múc tẹt nha các sếp đấy anh em free thì là dừng lại ở cái đoạn quặng kia à, mắc cái em uh con rối này này còn bây giờ tớ là muốn cho mắc cái găng tay một chút xíu thì vẫn đang thiếu 150 cái star nữa đúng không Ok 150 star nữa đây Ok hình như là vẫn chưa đủ đâu mà tớ kệ không sao chưa mắc được găng tay thì tôi nâng mắc cái khác thiếu mất mười mấy cái nữa Ok không sao ạ à. tớ vẫn mắc em này cái đã Ôi trời con rối mắc luôn Uy tín này Mắc các bạn này Đấy, Rồi găng tay thì đi farm chút xíu nữa là có thêm Phần thưởng nữa ở đây để mua Bởi vì vẫn đang còn huy chương mà Vẫn đang còn đi cày tiếp Ok luôn các sếp ơi Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn Trong những video sắp tới trên kênh Gaming nha. Bye bye